Xin chào các bạn. Giờ mình đi mua cái bún này để mình về làm món bún của Thái Lan á. Bún sáng lỗ. À, đẹp lắm chị là kèm. Đây là cái cách của người ta làm bún đấy. Đây là bún này rất là sạch sẽ. Đấy. Người ta cái bún này là không có bỏ cái phèn chua hay cái gì. Đây là người ta làm bằng tự nhiên ở bên Thái Lan. Các bạn nào mà muốn mua thì đến cái tiệm mà ở gần nhà mình đây, là cái tiệm ra bán bún ở đây là rất là tự nhiên, có rất là nhiều màu đấy. Mình chọn màu trắng. Bữa nay mình mua cái bún này về để mua mấy quả chanh. Chanh một quả. Chanh sụt 9,5. Mày mình cứ sầm quần nè. Mày cứ tâm không khai ở khang khai mình sầm. Đây là mình mua cái con cá này là cá bạc má, người ta đã hấp rồi nhá, để về làm cái món bún nước lèo theo phong cách của Thái Lan. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình là kênh Hà Cay Vlog nhé. Các bạn xem kênh của mình thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình với. Ngày hôm nay là mình sẽ làm một món để ăn mừng kênh của mình đạt được 1.000 người đăng ký nhé. Cái món của mình là cái bún nước lèo làm theo phong cách của Thái Lan. Gồm có là bún nhá. Rồi là cái này là cá, ở bên Việt mình thì gọi là cái cá bạc má, mình đã mua về và mình đã chiên lên rồi. Là đấy, mình để qua một bên. Rồi cái này là chả cá, đây là chả cá nhá. Gói chả cá người ta đã làm sẵn rồi. Giờ có thêm nữa là cái này là cái nước mắm cá. Đấy. Nước Thái gọi là pha la ấy. Đây là có sả, có hành hoa, hành tươi nhá, rồi là bột ngọt, muối, nước mắm. Rồi là các cái nguyên gia vị chính không thể thiếu được, đó là cái này là cái củ này ở bên Việt mình gọi là cái gì nhỉ? Cái này gọi là dọc bún đó. Đấy. Ở thường thường hay có ở miền Tây á, đấy. Cái này gọi là dọc bún nhá, ở tiếng Thái được gọi là cà xài á. Có ớt đỏ này, rồi là có hành tím và có tỏi mình đã bóc xong rồi nhá. Đấy. Là có thêm cái hương vị cà no nữa là giờ lửa đã đỏ rồi đây, cho nước vào cái nồi này đây nhá. Đây là nước lọc. Rồi mình cho ớt vào luôn nhá, ớt đỏ. Bởi vì cái này giả là nó cay vào mắt cho nên mình cho vào nồi nấu trước. Tí nữa mình mớt vớt ra rồi mình giả nhá. Giờ là giả cái dọc bún nhá. Sẽ vớt ra. Giờ là vớt cái ớt cay này ra để mình giã nhuyễn. Giờ mình cho hạt cà no vào. Có đây là bằng viên nhá, cho 2 viên vào. Hạt nêm cà no. Nước thì đã sôi rồi. Là mình lấy cái này lúc này giá nhuyễn là mình cho vào cái nồi này luôn nhá. Mình giá mấy cái ớt này mình cho vào luôn. Giờ là cho ớt cay vào rồi là kia mắm cá linh này vào luôn nhá. Cá linh hay là cá sặc. Cho vào khoảng 2 muỗng. Cách bún nước lèo này mình làm cá gì cũng được nhá. Đây, cái cá hấp này mình đã chiên qua cho đỡ tanh rồi, giờ mình sẽ giã cho nó. Đây là nồi bún của mình, nồi nước lèo đang sôi. Giờ mình sẽ cho cái cá hấp giã này vào luôn, cái gọi là cá bạc má.
rồi là cho cái này là chả cá vào luôn đó. Cho một ít nước mắm này với cái mắm cá, một ít bột ngọt rồi đường nhá. Đấy, tí xíu đường thôi đấy, tùy các bạn nhé. Rồi sau đó là mình sẽ cho mấy cái lá này, là lá trúc hay còn gọi là cái giống như lá chanh đấy, rồi là cho cái hành hoa vào luôn nhá. Đấy, như thế này là món bún nước lèo của mình đã xong rồi nhá. Đấy, nhìn rất là hấp dẫn này, ăn với bún nước lèo của mình rất là hấp dẫn luôn đấy. Đấy, rất là đơn giản mà rất là ngon nhá, rất là hấp dẫn. Mày đây là phía trước nhà của mình nha. Mình đem cái món này ra ngoài cho mọi người cùng ăn với mình luôn cho vui. Hơi bị ồn ào đấy, mời các bạn nhé. Ngon lắm. Giòn ngon mà, giòn. Hành nam à. Ngon lắm các bạn. À, kim nấm chiên này mới này. Không đi không cho phan xếp đi. Chắc là lại lại. Anh ta hài giằng điều này. Không lại lại. Đây là những người hàng xóm nhé. Chào lòng phan phan sắp. Làm làm. Chào lòng 1000. Form. Phan view. Phan phan con tịt tam. Xin nha. Thải thông tâm đấy. Đây là toàn là người Thái, chắc mỗi mình là người Việt nhá. Mình làm món Thái cho mấy người Thái cùng ăn với mình cho vui luôn đấy. Lắm. Ngon ngon. Gan phải đun nó rồi luôn. Đun nó rồi. Gan đun nó rồi. Mình yêu yêu. Phải rồi, quyên tam khó đó. Chia đài ạ. Mẹ. Vuông à. Thấy. Đây là order. กินคู่กับขนมจีนก็ได้บุ้นบุ้นบุ้นมันล้ำงานงานอร่อยอร่อยเอาเบิ้ลแล้วครับนั่นเบิ้ลสองจานแล้วมองกล้องเลยแพงเลยเยอะๆจ้ะด้วยทำก็ต้องมีกินมากห้ามกินเออทำไมเต็มหัวจังเลยวิทย์เรากับม้อนส้มตำนี่นะครับถ่ายส้มตำหน่อยถ่ายแล้วนะครับรสละงอนครับมอย người ถ่ายแค่ม้อนนี้รสละงอนวันเด้ครับบ่านะครับบ่านทำเท่ามินรสละงอนมิ xin được phép dừng video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ với mình trong thời gian qua. Mình sẽ cố gắng ra những cái video mới và hay tiếp theo nhé.
Xin hẹn gặp lại các bạn.